anh em thì mình vừa mới chia sẻ cho anh em một cái bài thuốc trị uh, sâu răng và đau nhức xương khớp, họng uh, tới thấp đó thì uh, mình lại thấy cái ở đây có cây chè vàng anh em, à, đây là cây chè vàng. Đặc điểm nhận dạng cây chè vàng đó là cái uh, anh em quan vâng sát chỗ đây này đó, chỗ đây cái hoa nó sẽ là màu trắng nha anh em và nó hay ngay chỗ chùm hoa của nó là nó có um, mấy cái râu, râu 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 như thế này. Đó là cây chè vàng và anh em quan sát cái lá của nó này anh em. Đó, cái lá nó đặc điểm của lá nó nó sẽ có dạng như thế này. Đó anh em. Uh, cái này thì um, đây nó cái trái của nó đây anh em. Này thì chị đâu dạ dày nha anh em. Thì đâu dạ dày thì chè vàng này anh em lấy um, Uh, nhiều lên và anh em cứ xách uh, uh, xét nhỏ rửa sạch xét nhỏ ra rồi anh em phơi khô rồi anh em cứ nấu nước uống hoặc là anh em uống tư cũng được uh, trong trường hợp mà anh em muốn đưa dành thì anh em phơi khô nha anh em phơi trăm uh, trăm răm đừng có phơi trong nắng gắt nha anh em là bộ phận dùng là anh em lấy cả thân và lá uh, xét nước uống uống thay nước hàng ngày sẽ trị được đau dạ dày nha anh em. Tuy nhiên thì thuốc trị đau dạ dày có rất là nhiều thuốc trị đau dạ dày chứ không phải là một một bài thuốc nha anh em. đó. thì nói chung là anh em hợp cơ địa bài thuốc nào thì anh em uống bài thuốc nấy à. ví dụ như ở đây có à, Cái dây này, dây này ở mình gọi là dây thúi địch hay là cũng gọi là dây lá mơ rừng thì uh, có người uống cái này cũng cũng khỏi nha anh em, có người uống cái dây lá mơ này cũng khỏi, rồi uh, có người uống cái cái um, dây trà uh, vàng này và có người hề uống uh, dây uh, um, bướm bạc khỏi. tuy nhiên thì không phải là là uh, mình phải uống nhiều thuốc như vậy mà thuốc nam thì nó không hợp cơ địa người này người kia tuy nhiên nó một cái vấn đề đặt ra ở đây ấy là cái người mà ví dụ người trong miền Nam á là họ uống cái dây chè vàng chẳng hạn đấy là mình ví dụ thôi nha ờ, họ uống dây chè vàng họ có bài thuốc là cây chè vàng trị đau dạ dày tuy nhiên thì ở miền Trung ấy thì người ta họ không uống cây chè vàng mà ngược lại họ lại uống lá dú sữa ví dụ vậy à, đấy là tôi ví dụ nha chứ không phải bị ví ví kêu hề ở miền Nam bài thuốc này bài thuốc kia mình không biết nha À, ví dụ trong miền Trung người ta uống cái lá vú sữa để người ta trị dạ dày thì ở ngoài Bắc người ta lại uống cái uh, dây uh, lá mơ này để trị dạ dày đó là mình ví dụ thì uh, nó mỗi vùng miền và nó họ sẽ có những cái bài thuốc khác nhau và họ gộp lại tuy nhiên cho nên đấy là khi mà mình chia sẻ lên đấy là cái bài những cái bài thuốc của mình là là bài thuốc gộp tùm lum hết chứ không phải là đấy cho nên là cái ví dụ như cái bài thuốc này cây chè vàng này trị đau dạ dày ấy là mình mình biết mà cây dạ dày cây chè vàng này tuy nhiên ở trong tài liệu ấy là nó cây chè vàng là trị đau dạ dày mình xem trong tài liệu rồi. Tuy nhiên ấy là mình biết cái cây chè vàng này đó, nhưng có những người họ đọc cái bài cây chè vàng trị đau dạ dày nhưng tuy nhiên họ quay ra về về thực tế họ quay á, cái cây của cái chè vàng ấy thì họ lại quay cái không không có đúng cái cây chè vàng họ quay cái cây cái cây tầm bảy đó họ kêu cây chè vàng cho nên là mình 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 mới quay lên cho các bạn xem đó chứ không phải là gì hết á mình uh, có những người họ biết công dụng của cây chè vàng họ biết uh, uh, công dụng của cây chè vàng biết cây chè vàng trị cái gì nhưng mà ngược lại họ không biết cây chè vàng chứ không phải là là ai cũng biết cây chè vàng đâu hoặc là cái này cái kia. Tuy nhiên, thì anh em chia sẻ và anh em chia sẻ cho nó đúng cái cây. Còn nếu mà chia sẻ uh, không có đúng cây mà nhầm lẫn là dẫn đến uh, ảnh hưởng đến sức khỏe người khác đó anh em. thì hôm nay là mình chia sẻ cho anh em là Cái chè vàng nha anh em. Um, thôi. Thì để uh, mình sẽ chia sẻ chia ra những nhiều, nhiều cái video khác để cùng nhau chia sẻ lên cho anh em uh, mỗi video thì mình sẽ chia sẻ một bài thuốc riêng biệt để cho anh em biết và anh em áp dụng thôi nha anh em như vậy là video của mình chia sẻ đến đây là hết cảm ơn anh em đã xem video của mình và sau video thì mình uh, sẽ quay một vòng phong cảnh cho anh em xem uh, ở quê mình thực ra nếu như mà anh em cảm thấy không tin tưởng thì anh em cũng không có nên áp dụng vì mình cũng không khuyến khích ai dùng theo cách của mình hết nha anh em cảm ơn anh em đã xem video của mình bye bye